Thưa quý vị, thí sinh đầu tiên tham gia phần thi trang phục dạ hội, thí sinh Phạm Huỳnh Na, số báo danh 591. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta đến với phần dự thi của thí sinh Đỗ Bá Huệ, mang số báo danh 292. Đỗ Bá Huệ hiện là sinh viên hệ cao đẳng Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với thí sinh Thạch Thị Tú Khanh, số báo danh 323. Năm nay Thạch Thị Tú Khanh 21 tuổi, cô hiện là sinh viên Đại học Bạc Liêu, dân tộc Khmer. Tiếp theo chúng ta đến với thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Châu, số báo danh 008. Nguyễn Thị Minh Châu năm nay 22 tuổi, cô hiện là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta đến với phần dự thi của thí sinh Huỳnh Hồng Khai, số báo danh 318. Huỳnh Hồng Khai hiện là sinh viên trường Đại học Bạc Liêu. Thí sinh Võ Hồng Ngọc Huệ, số báo danh 291, cô hiện là sinh viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đang xuất hiện trên sân khấu trong phần thi trang phục dạ hội là thí sinh Trần Phương Tuyền, số báo danh 966, hiện là sinh viên trường Đại học Bạc Liêu. Chúng ta đang đến với thí sinh Dương Khả Hua, số báo danh 237. Cô hiện là sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu, dân tộc Hoa. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta đến với phần dự thi của thí sinh Từ Cao Thanh Thủy, số báo danh 890. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với thí sinh Võ Hoàng Phương Xuyến, số báo danh 988. Nguyễn Thụy Quỳnh Thư mang số báo danh 883, năm nay 21 tuổi, hiện là sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tiếp theo chúng ta đến với thí sinh Giang Thị Kim Thanh, số báo danh 808. Giang Thị Kim Thanh năm nay 21 tuổi, cô hiện là sinh viên Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương. 8. Lý Thị Xuân Mai năm nay 22 tuổi, hiện cô là sinh viên Đại học Quốc tế RMIT. Nguyễn Thị Cẩm Tiên năm nay 20 tuổi, cô hiện là sinh viên Đại học Đồng Tháp. Thưa quý vị, Nguyễn Thị Bảo Như mang số báo danh 680, năm nay 22 tuổi, hiện đang học hệ trung cấp Đại học Nguyễn Tất Thành. Thưa quý vị, xuất hiện trên sân khấu lúc này là thí sinh Bùi Thị Như Ý, số báo danh 928. Nguyễn Thị Anh Trang mang số báo danh 919, năm nay 22 tuổi, hiện là sinh viên trường Đại học Bạc Liêu. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với thí sinh Nguyễn Lâm Diễm Trang, số báo danh 858. Nguyễn Lâm Diễm Trang năm nay 23 tuổi, cô hiện là sinh viên Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta đến với phần dự thi của thí sinh Phương Tiểu Bình, mang số báo danh 066. Phương Tiểu Bình năm nay 21 tuổi, hiện đang học tại trường Cao đẳng Văn hóa và Du lịch Nha Trang. Thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với thí sinh Bùi Tú Anh, số báo danh 058. Bùi Tú Anh hiện đang công tác tại Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Thí sinh Phạm Mỹ Linh, số báo danh 494, năm nay 23 tuổi, hiện đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Tiếp theo chúng ta đến với thí sinh Nguyễn Thị Thu Hà, số báo danh 108. Nguyễn Thị Thu Hà năm nay 23 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta đến với phần dự thi của thí sinh Lê Thị Ngân Hà, mang số danh 123. Lê Thị Ngân Hà năm nay 21 tuổi, hiện đang học hệ cao đẳng của Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.
Chúng ta đang đến với thí sinh Nguyễn Dương Huyền, số báo danh 389. Nguyễn Dương Huyền năm nay 21 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Ngoại ngữ Tin học thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thí sinh Huỳnh Ý Nhi, số báo danh 615. Năm nay cô 22 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Tiếp theo chúng ta cùng đến với thí sinh Đặng Thị Thùy Dung. Đặng Thị Thùy Dung, số báo danh 016, năm nay 23 tuổi, hiện đang là sinh viên Đại học Quang Trung. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta đến với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Huỳnh Trúc Mai, số báo danh 491. Năm nay Nguyễn Huỳnh Trúc Mai 19 tuổi, hiện đang là sinh viên của Đại học Y Dược Cần Thơ. Chúng ta đang đến với thí sinh Đỗ Trần Khánh Ngân, số báo danh 588. Đỗ Trần Khánh Ngân năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên Đại học Tài chính Marketing. Quý vị, tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Hơ An Nghê. Hơ An Nghê mang số báo danh 626, năm nay 22 tuổi, là nhân viên của công ty truyền thông. Tiếp theo chúng ta đến với thí sinh Hoàng Thị Hạnh, số báo danh 129. Hoàng Thị Hạnh năm nay 22 tuổi, hiện đang là người mẫu tự do. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng chào đón phần dự thi của thí sinh Phạm Thị Hương, số báo danh 242. Phạm Thị Hương năm nay 23 tuổi, hiện là giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn. Tiếp theo chúng ta đến với thí sinh Phạm Nguyễn Như Quỳnh, số báo danh 768. Phạm Nguyễn Như Quỳnh năm nay 20 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta đến với phần dự thi của thí sinh Huỳnh Thị Thùy Vân, số báo danh 983, năm nay 22 tuổi, là sinh viên của trường Cao đẳng FPT thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng đến với thí sinh Nguyễn Thùy Linh, số báo danh 468. Nguyễn Thùy Linh năm nay 19 tuổi, hiện là sinh viên trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta đến với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Trần Khánh Vân, mang số báo danh 990, năm nay 19 tuổi, hiện là sinh viên hệ Cao đẳng Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là thí sinh Tạ Hoàng Diễm Hương, số báo danh 393. Tạ Hoàng Diễm Hương năm nay 21 tuổi, cô hiện là sinh viên Đại học Tài chính Marketing. Tiếp theo là phần dự thi thí sinh Trương Mỹ Nhân, số báo danh 636. Năm nay Trương Mỹ Nhân 19 tuổi, hiện đang làm nghề người mẫu. Phạm Thị Ngọc Quý năm nay 19 tuổi, hiện là sinh viên Đại học Hoa Sen. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta đến với phần dự thi của thí sinh Trang Trần Diễm Quỳnh, số báo danh 716. Năm nay Trang Trần Diễm Quỳnh 21 tuổi, hiện là sinh viên trường ERC Institution.